Trong khi đó, bốn thanh tra viên ở Bà Địa Vũng Tàu đã vừa bị tạm giữ để điều tra với cáo buộc trước đó đã nhận tiền trung chi của doanh nghiệp theo tháng. Công an tỉnh Bà Địa Vũng Tàu vừa phối hợp với các đơn vị chức năng khám xét nhiều đội công tác thuộc Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải Bà Địa Vũng Tàu để điều tra về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ. Đến thời điểm này, công tác khám xét cơ bản hoàn thành. Cảnh sát cũng đã thu thập nhiều tài liệu. Theo thông tin sau khi khám xét, Công an đã tạm giữ đối với nhiều người gồm LHT, sinh năm 1981, thanh tra viên, TVD, đội phó, NDT, sinh năm 1975, đội trưởng, VTL, sinh năm 1979, thanh tra viên. Ngoài những người trên, còn có lãnh đạo các doanh nghiệp vận tải cũng bị tạm giữ như NMC, HDH, NT, NVD, NVS, Nguồn tin này còn cho hay, bước đầu đã xác định khoảng 3 năm nay, mỗi tháng các cá nhân, chủ doanh nghiệp vận tải đều đặn đến hối lộ cho các thanh tra trên để bỏ qua các lỗi vi phạm giao thông. Hình thức đưa tiền thông qua chuyển vào tài khoản chỉ định. Được biết, đây là chuyên án đã được Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều tra mở rộng.